Những công dụng chữa bệnh quá tuyệt vời của quả mướp Viêm xoang, viêm họng, đại tiện da máu, đau nhức thần kinh là những chứng bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nhờ quả mướp bởi tất cả các bộ phận của loại quả này từ xưa đã trở thành bài thuốc quý trong đông y. Trị viêm xoang Theo đông y quả mướp vị ngọt tính bình không độc, có thể dùng để trị rất nhiều bệnh. Từ hoa mướp đến sơ mướp, từ mướp tươi đến mướp khô đều có tác dụng trị bệnh mà không gây tác dụng phụ nào. Người ta biết đến nhiều nhất là tác dụng trị viêm xoang của quả mướp. Theo đó, chỉ cần dùng quả mướp khô, xong nước uống liên tục trong 8 ngày, người bệnh sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Cách làm đơn giản như sau, đem mướp phơi khô sau đó đem bỏ vào nồi rang cho mướp teo lại và đem nghiền thành bột mịn. Mỗi lần, người bị viêm xoang nên uống 6 gram. Ngày một lần vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy, bụng chưa có gì, kiên trì thực hiện trong 8 ngày chứng viêm xoang sẽ biến mất chị đại tiện ra máu do trị, về trứng đi đại tiện khó khăn đến mức chảy cả máu, có thể dùng hoa mướp nấu nước uống hoặc đơn giản là phổ biến hơn. Dùng mướp nấu canh ăn hàng ngày sẽ có tác dụng, nhuận tràng. Nếu dùng hoa mướp người bị trị chỉ cần dùng 30g hoa mướp nấu thành nước uống, uống mỗi ngày một lần đơn giản hơn, người bị trị có thể dùng mướp tươi nấu canh cùng thịt lợn nạc ăn hàng ngày, chữa viêm họng, lá mướp hương rửa sạch, giã nhỏ với ít muối, thêm nước, gạn uống là một lần, chữa ho hen kéo dài, lá mướp hương 15g nấu nước uống hoặc chế biến dưới dạng cao lỏng 1 trên 1, mỗi lần uống 0,5ml, điều trị huyết áp. Mướp tươi 300g, táo ta 200g, chanh 50g, đường phèn lượng vừa đủ. Mướp và táo gọt vỏ, rửa sạch, thái vụn, ép lấy nước, hòa với nước chanh và đường phèn, dùng làm nước giải khát trong ngày mỗi liệu trình 10 ngày. Chị đau nhức thần kinh, lấy nước mướp hâm nóng xong uống. Lượng dùng dựa theo triệu chứng bệnh nặng, nhẹ để định đoạt. Mỗi ngày khoảng 100ml hoặc dùng lá mướp xay nhuyễn thành nước bôi lên chỗ đau cũng có hiệu nghiệm. Chữa sốt cao, đau đầu, hoa mướp 20g, hạt đậu xanh 100g, đậu xanh để cả vỏ ninh nhừ rồi lấy khoảng 400ml nước cốt, vớt xác đậu xanh ra, cho hoa mướp đã thái nhỏ vào, đun sôi trong từ 5 đến 10 phút. Để nguội chắt lấy nước uống làm 2 đến 3 lần trong ngày, trị nổi mề đay. Lá mướp tươi một nắm, nghiền nát thành nước, thêm vào một chút băng phiến, bôi lên vết lở, nổi. Điều hòa kinh nguyệt, dùng một quả mướp khô đốt tồn tính, tán bột, uống ngày 10 gram vào lúc sáng sớm đói bụng có tác dụng điều hòa kinh nguyệt mỗi liệu trình 10 ngày.